Hàn Quốc yêu cầu dân sơ tán, tố Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo. Mới đây, Hàn Quốc đã yêu cầu người dân ở hai đảo Jeongpyeong -ông và ba anh Nai ông sơ tán sau khi Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo ra biển gần biên giới trên biển giữa hai nước. Hãng Yonhap dẫn tin từ văn phòng chính quyền địa phương cho biết, lệnh sơ tán khẩn cấp được phát đi lúc 12 giờ 2 phút và 12 giờ 30 phút theo đề nghị của quân đội Hàn Quốc. Hàn Quốc cho rằng hành động của Triều Tiên là khiêu khích và để đáp trả quân đội Hàn Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết họ phát hiện được các vụ bắn pháo từ mũi Giang San và Giae Ông San, cả hai đều ở khu vực bờ biển phía tây nam của Triều Tiên, từ 9 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Các quả đạn pháo rơi xuống vùng đệm hàng hải ở phía bắc đường giới hạn phía bắc, NLL vốn là biên giới trên biển giữa hai nước tại Hoàng Hải. Vùng đệm này là nơi không được tiến hành tập trận và nã pháo theo Hiệp ước Quân sự Liên triều mà hai nước ký kết vào 19 tháng 9 năm 2018 để giảm căng thẳng biên giới. JCS cho biết, phía Hàn Quốc không có thiệt hại về người do vụ bắn pháo của Triều Tiên. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của JCS cho hay, hành động của Triều Tiên là khiêu khích, khiến căng thẳng gia tăng và đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Quan chức này cảnh báo Hàn Quốc sẽ có các biện pháp tương ứng đối với những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết Chiều nay, lực lượng thủy quân lục chiến nước này ở đảo ông đã tập trận bắn đạn thật bằng pháo tự hành K9. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của thủy quân lục chiến Hàn Quốc ở hòn đảo biên giới này kể từ khi Seoul ký thỏa thuận năm 2018. Vụ bắn pháo ra biển của Triều Tiên diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un xác định quan hệ với Hàn Quốc là quan hệ giữa hai quốc gia thủ địch.